Dành hầu hết thời gian rảnh để đi làm thêm tại quán cà phê, chị Vương thì yêu rất băn khoăn khi nghe được thông tin về quản lý giờ làm thêm của sinh viên, đặc biệt là giới hạn về thời gian không quá 20 giờ một tuần. Có thể là bị cắt đi thời gian làm việc nên là cái tiền sinh hoạt sẽ bị giảm bớt, tiền thu nhập bị giảm bớt nên là cũng hơi khó khăn một chút. Ở đây nhân viên đa số là sinh viên, là thời gian đi làm chủ yếu là thời gian rảnh, mà bị cắt như vậy thì khá là ảnh hưởng. Việc triển khai các giải pháp quản lý giờ làm thêm gây nên những thắc mắc khi nhiều sinh viên muốn làm thêm thời gian để kiếm thêm thu nhập. Mình học thì mình đã sắp xếp việc học rồi thì khoảng thời gian rảnh của mình nó sẽ khá là nhiều, nó nhiều hơn cả 20 giờ một tuần nữa cơ. Nếu mà làm 20 giờ một tuần thì nó sẽ ít hơn cái số giờ mà mình đang làm hiện tại, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập cá nhân của mình, và tất nhiên là ba mẹ mình cũng sẽ phải gửi thêm một khoản nữa để mình chi tiêu hàng tháng. Nhiều sinh viên cho rằng dự thảo nếu áp dụng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các bạn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vì việc đi làm thêm là điều vô cùng cần thiết. Chủ yếu là sống bằng tiền đi làm thêm, tiền sinh hoạt các kiểu là đều bằng tiền đi làm thêm. Đối với những bạn mà có hoàn cảnh khó khăn hơn một chút mà mấy bạn cần phải đi làm nhiều hơn để trang trải cho cuộc sống thì mình nghĩ nó khá là khó khăn cho mấy bạn đấy. Trong nội dung dự thảo đề xuất, giao quyền cho các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý học sinh sinh viên làm việc bán thời gian vì những lo ngại ảnh hưởng đến kết quả học tập. Do vậy, các ý kiến đóng góp cũng đề xuất cho rằng có thể kết hợp để triển khai các giải pháp thực tế. Cái số sinh viên làm thêm phải nói thực sự là chiếm một tỷ trọng khá cao. Nhu cầu làm việc của sinh viên có nhiều trường ở mức độ tới 80-90%. Cho nên, vấn đề mà chúng ta cần phải cụ thể hóa về mặt luật pháp trong vấn đề làm thêm cho sinh viên học sinh là một nguồn nhân lực hết sức quan trọng của quốc gia, để đảm bảo làm sao vừa có sức khỏe lâu dài, vừa có điều kiện để các em học tập và đồng thời các em vẫn có thể dấn thân trải nghiệm. Việc học và làm đều có ý nghĩa quan trọng để sinh viên vừa đáp ứng kiến thức, vừa có kinh nghiệm thực tế. Do vậy, cân đối thời gian phù hợp và tăng tính chủ động là điều mà sinh viên mong mỏi để khi áp dụng quy định thì có thể đảm bảo việc học và đảm bảo cuộc sống.